xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường nhé. Và sau đây, mời các bạn đón xem chi tiết tử vi 12 con giáp thứ bảy ngày 29 tháng 8 năm 2020 và theo âm lịch hôm nay là ngày 11 tháng 7 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Giáp Thìn, tháng Giáp Thân, năm Canh Tý nhé. Ngày hôm nay là ngày hoàng đạo và các giờ hoàng đạo trong ngày là giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ và giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Về ngũ hành niên mệnh Phú Đăng Hỏa, ngày Giáp Thìn, tức can khắc chi, nghĩa là mộc khắc với thổ, và ngày hôm nay là ngày cát các bạn nhé. Về nạp âm, Phú Đăng Hỏa, Kỷ Tuổi, Mậu Tuất, Canh Tuất, ngày thuộc hành hỏa, khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi, Nhâm Thân, Giáp Ngọ, thuộc hành kim, không sợ hỏa đoạn. Ngày Thìn, lục hợp với Dậu, tam hợp với Tý và Thân, xung với Tuất, Thìn Mùi, Hại Mão và Phá Sửu các bạn nhé. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Nhâm Tuất, Canh Thìn, tuổi xung trong tháng, tuổi Mậu Dần, Bính Dần, Canh Ngọ và Canh Tý. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như là sao Thiên Hỷ, tốt mọi việc, sao Thiên Tài, tốt cho việc cầu tài, khai trương, mở kho, sao Tục Thế, tốt cho mọi việc, nhất là cái việc cưới hỏi, sao Tam Hợp, tốt mọi việc, sao Mậu Thương, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho. Ngày hôm nay là trực tinh, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao Kim Thần Thất Sát đoạn. Trong ngày cũng có các sao xấu như là sao Hỏa Tai, xấu đối với xây dựng nhà cửa, đổ mái, sửa sang nhà cửa, sao Nguyệt Yến Đại Họa, xấu đối với xuất hành, giá thú, sao Trùng Phục, kỵ giá thú, an táng, và sao Cô Thần, kỵ cái việc cưới hỏi, sao Âm Thác, kỵ xuất hành, cưới hỏi, an táng nhé. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần, hướng Đông Bắc, Tài Thần, hướng Đông Nam. Và tiếp theo, mời các bạn đón xem chi tiết tử vi 12 con giáp thứ bảy ngày 29 tháng 8 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày 29 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tý xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn đang gặp được ngày ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn, cho nên trong cái ngày Thìn này với bạn tuổi Tý, bạn đang gặp được cái vận quý nhân trợ lực, cái chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán với bạn khá chi là thuận lợi. Bản mệnh tuổi Tý sẽ có được những cái cơ hội để phát triển mới, lợi nhuận với mình theo đó mà tăng vọt lên, tiền tài cũng thu được về rất chi là đáng kể với mình bạn tuổi Tý nhé. Và bạn tuổi Tý trong cái ngày thứ bảy này, bạn mãi mê kiếm tiền, dù giàu có thật nhưng có thể sẽ phải chịu cái cảnh cô đơn, không có người bầu bạn đâu đoạn. Bạn tuổi Tý, bạn bỏ lỡ hạnh phúc khi chẳng có thời gian để tìm hiểu, yêu thương và tiến tới một cái mối quan hệ nghiêm túc đoạn. Trong cái ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý, ngày này bạn cũng đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc. Mặc dù bạn cố gắng níu giữ người ấy, nhưng bạn tuổi Tý vẫn chẳng thể nào xoa dịu được những cái cơn giận dữ trong lòng đối phương đó nhá. Và bạn tuổi Tý, bạn nên dành thêm thời gian cho người ấy thì hơn đó. Trong cái ngày Giáp Thìn này đối với bạn tuổi Tý, ngày này các việc xuất hành đi xa với bạn cũng rất chi là thuận lợi, gặp được người, được của, có quý nhân, có tiền tài và danh tín, có tin vui ở trong ngày nữa đó. Và bạn tuổi Tý, bạn cũng nên chú trọng cái việc xuất hành theo những cái hướng tốt như là Hỷ Thần, hướng Đông Bắc, Tài Thần, hướng Đông Nam,
để tăng thêm vận may, tăng thêm tài lộc cho mình bạn tuổi Tý nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc kim, tình cảm bị tổn thương. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc thủy, kinh doanh phát đạt. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc hỏa, tiền bạc không thiếu. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc thổ, đôi bên có cái sự tranh cãi. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mộc, bạn có nhiều mâu thuẫn. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ bảy ngày 29 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn dễ mắc phải những cái sai lầm khó bề có thể sửa chữa đó bạn tuổi Sửu nhá. Trong cái ngày Thìn này đối với bạn tuổi Sửu, Thìn Sửu tương phá, bạn có phần nóng giận khiến cho bạn đánh mất đi lý trí mà nói ra những cái lời không nên nói, làm tổn thương đối phương. Lời nói ra như bát nước hắt đi thì cố muốn hớt lại cục rất chi là khó, tổn thương gây ra chỉ có thể bù đắp chứ chẳng thể nào xóa nhòa được đâu đó bạn tuổi Sửu nhé. Nếu thực sự hối lỗi thì bạn tuổi Sửu hãy bày tỏ tình cảm chân thành và mong cầu được tha thứ và người ấy bao dung cho bạn nhé. Trong cái ngày Thìn này đối với bạn tuổi Sửu, bạn mệnh cũng nên chú ý hơn tới cái vấn đề sức khỏe của mình, nhất là về đường ruột, đường tiêu hóa. Mệnh chủ trong cái thời gian này căng thẳng và áp lực khá chi là nhiều, có thể sẽ mắc bệnh dạ dày, bạn cần phải lưu ý để đi thăm khám bác sĩ kịp thời nếu có cái biểu hiện lạ bất thường bạn tuổi Sửu nhé. Trong ngày này đối với bạn tuổi Sửu, cái việc xuất hành đi xa không được thuận lợi, bạn hạn chế đi xa. Nếu phải đi xa bắt buộc thì bạn nên chọn những cái hướng tốt như là Hỷ Thần hướng Đông Bắc, Tài Thần hướng Đông Nam để hạn chế những cái rủi ro cho mình bạn tuổi Sửu nhé. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc kim, sức khỏe đi xuống. Tử vi tuổi Đinh Sửu, tình cảm tổn thương. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc hỏa, nói lời phủ phàng. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc thổ, tự mình gây họa. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mộc, bạn dễ mắc bệnh dạ dày đó. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ bảy ngày 29 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn đang đứng trước khá chi là nhiều cái sự lựa chọn, nhưng khả năng chọn nhầm, chọn sai của bản mệnh là khá lớn do bạn đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tương phá gây ra cho bạn nhé. Và bạn tuổi Dần, bản mệnh không thực sự hiểu được cái sự mong muốn của mình mà để cho ham muốn vật chất lấn át đoạn. Chọn người có điều kiện kinh tế tốt hơn vì mong muốn thà khóc trên ô tô còn hơn là ngồi cười trên xe đạp. Nhưng rồi thời gian sẽ cho bạn cái câu trả lời thực tế phụ phàng của bạn tuổi Dần nhé. Trong cái ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Dần, ngày này thiên tài chiếu mệnh, cái điều này làm cho bạn tuổi Dần giàu bằng chính cái khả năng của mình. Vậy nên bạn đừng đánh đổi tình cảm của mình lấy vật chất bạn nhé. Hôm nay bạn chỉ cần chăm chỉ là có thể kiếm được một cái khoản kha khá với mình. Trong cái ngày Giáp Thìn này đối với bạn tuổi Dần, ngày này cũng rất chi là thuận lợi cho cái việc xuất hành, làm những cái công việc tốt. Đi ra thì gặp được người, có quý nhân giúp đỡ, có tiền tài, có
có danh tín và có một ngày vui trọn vẹn với bạn nhé. Trong cái ngày này á, đối với tử vi tuổi Giáp Dần thuộc thủy, tài lộc bất ngờ; tử vi tuổi Bính Dần thuộc hỏa, tình cảm bất minh; tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ, tự mình sai lầm; tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc, mù quáng không biết đường; tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim, tiền bạc rụng rịnh nợ. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ bảy ngày 29 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho chúng ta thấy là trong ngày này cái vận trình tình duyên của bạn tuổi Mão và cái con đường tài lộc của bạn rất chi là thăng tiến, đều vượng phát nhé. Bạn tuổi Mão đang gặp được ngày Thìn, Mão Thìn tương hồi, bản mệnh dần nhận được ra tình cảm của mình đối với đối phương sau bao sóng gió đoạn. Và bạn tuổi Mão, bạn hãy dũng cảm và chủ động tiến thêm một bước nữa về phía người ấy. Tình cảm cần đến cả từ hai phía, bạn cũng đừng chỉ ngồi yên một chỗ chờ đợi đối phương bày tỏ tình cảm với mình. Đâu phải trò chơi im lặng, ai nói ra trước là người thua cuộc đó bạn nhé. Ngày Giáp Thìn này đối với bạn tuổi Mão, bạn đang được chính tài nâng đỡ cho nên thu nhập của bạn mệnh cũng khá chi là vững vàng, và bạn tuổi Mão hoàn toàn có thể yên tâm với cái túi tiền của mình trong cái ngày này. Bạn mệnh thoải mái trong cái việc chi tiêu, nhưng đó chỉ là chi tiêu hợp lý chứ không phải xài một cách hoang phí bạn tuổi Mão nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Mão, cái việc xuất hành đi xa, đầu tư cũng rất chi là thuận lợi. Xuất hành thì bạn nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần hướng đông bắc, tài thần hướng nam để tăng thêm cái vận may cho mình bạn tuổi Mão nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, thu nhập được ổn định; tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, tình yêu thăng hoa; tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, bạn tìm thấy tình yêu; tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, tiền bạc không cần phải lo; tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, bạn cần thấu hiểu rõ lòng mình. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ 7 ngày 29 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ 7 này đối với bạn tuổi Thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn đang gặp ngày có ngũ hành Thìn, Thìn tự hình. Cái điều này đang làm cho bạn tuổi Thìn đang có cái sự đóng cửa, dằn vặt bản thân về cái chuyện đã qua đó nhé. Bạn tuổi Thìn không ai là người hoàn hảo cả, chúng ta đều có thể mắc sai lầm. Cái chính là phải đứng dậy và bước tiếp sau khi gục ngã đó bạn tuổi Thìn nhé. Trong cái ngày này đối với bạn tuổi Thìn, bạn đang để cho những cái chuyện quá khứ làm ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai của chính mình. Sự hối lỗi muộn màng chẳng có nghĩa lý gì cho cái việc níu giữ người đã bỏ đi. Vì thế bạn tuổi Thìn, bạn hãy học cách buông tay, đừng có nghĩ nhiều về quá khứ, đừng có nghĩ nhiều về những cái chuyện đã qua. Bạn hãy sống cho hiện tại và tương lai bạn tuổi Thìn nhé. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Thìn, bạn hãy dành thêm thời gian cho người thân, bạn bè của mình. Đừng có quyết định gì trong cái lúc đầu óc đang còn rối bời. Nếu không sai lầm, nối tiếp sai lầm thì thành cái cơn ác mộng không thể chấm dứt được với bạn. Ngày này đối với bạn tuổi Thìn, bạn tinh thần không được tốt, cho nên cái việc xuất hành đi xa thì không thuận lợi. Vì vậy, bạn không nên xuất hành đi xa, không nên tiến hành những cái công việc tốt
hay là đầu tư, ký kết hợp đồng bạn tuổi Thìn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, quá khứ đau buồn. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, bạn học cách buông tay. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, tình cảm tan vỡ. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, bạn đừng quá cố chấp. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, bạn cần phải suy nghĩ lạc quan hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ 7 ngày 29 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ 7 này đối với bạn tuổi Tỵ, bạn đang có cái điềm báo vận trình đang có tiểu nhân quấy phá nhá. Lúc này là lúc mà tiểu nhân quyết định lộ mặt để chống lại bạn tuổi Tỵ đó. Với bạn tuổi Tỵ, những cái cố gắng trước đó của bạn để bảo vệ tình cảm của mình bỗng chốc tan biến thành mây khói nhá. Bạn mệnh tuổi Tỵ trong ngày thứ 7 này không được công nhận tình cảm bởi có nhiều cái lý do kiên cược và vô lý đó. Bạn tuổi Tỵ, bạn không chấp nhận từ bỏ, nhưng có những lúc từ bỏ là cách tốt nhất để kết thúc những cái nỗi đau không còn hồi kết như thế này bạn tuổi Tỵ nhé. Và bạn tuổi Tỵ, bạn hãy suy nghĩ tích cực và lạc quan hơn, ra ngoài gặp gỡ bạn bè để thấy rằng cuộc sống này còn có nhiều điều đáng sống, nhiều điều ý nghĩa, còn có nhiều người đáng để ta quan tâm và còn nhiều cái mối quan hệ có thể phát triển thành tình yêu hạnh phúc với mình bạn tuổi Tỵ nhé. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, tình yêu bị chèn ép. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, bạn cần tích cực đấu tranh. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, bạn học cách chấp nhận. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, bạn hãy dừng lại nếu thấy mệt mỏi. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, tình cảm không như ý độ. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ 7 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ 7 ngày 29 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ 7 này đối với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là ngày này bạn đang có cái điềm báo vận trình có nhiều mâu thuẫn nảy sinh nhé. Ngày này với bạn tuổi Ngọ, bình thường đi làm bận rộn thì không sao, tới cuối tuần có nhiều cái thời gian bên nhau thì bạn và người ấy lại không ngừng tranh cãi vì những cái chuyện nhỏ nhặt đó. Đôi bên thiếu cái sự nhường nhịn và bao dung lẫn nhau, họa sinh xuất cho thổ, bạn và người ấy đều muốn tốt cho đối phương, nhưng dường như cái cách biểu đạt của các bạn đang chưa được uyển chuyển cho lắm đó bạn nhé. Lời nói đôi khi chỉ là công cụ truyền tải ngôn ngữ, nhưng cũng có khi trở thành lưỡi dao vô hình đâm vào trái tim người khác đó. Chính vì cái điều này nên bạn tuổi Ngọ cần phải học cách uốn lưỡi 7 lần trước khi nói để giảm bớt cái sự hiểu nhầm, tổn thương cho nhau bạn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc kim, hiểu lầm vô cớ. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc thủy, tình cảm mâu thuẫn. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc hỏa, tranh cãi không ngừng. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc thổ, đôi bên xung đột. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc, rạn nứt tình cảm luận. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ 7 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi thứ 7 ngày 29 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ 7 này đối với bạn tuổi Mùi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mùi
bạn cần phải chú ý hơn tới cái vấn đề sức khỏe của mình, bởi bạn tuổi Mùi đang gặp ngày có thổ khí đang vượng. Cái điều này làm cho bạn không thực sự quan tâm tới cái chuyện ăn uống của mình, có thể bủa bữa bất cứ lúc nào đó nhá. Cái vấn đề này về lâu về dài, sức khỏe của bạn sẽ bị bào mòn nếu cứ tiếp tục sinh hoạt như vậy. Chính ấn nhập cục có lẽ là nguyên nhân dẫn đến cái việc này, là do bản mệnh tuổi Mùi quá mải mê vào làm việc, dù hôm nay là một ngày cuối tuần với bạn nữa. Và bạn tuổi Mùi trong cái ngày giáp thân này, bạn nên để cho cơ thể của mình có được một thời gian nghỉ ngơi và tái sản xuất lại cái năng lượng dùng cho cái tuần mới kế tiếp hiệu quả hơn. Bạn đừng có vắt kiệt sức lực của chính bản thân mình, bởi sức khỏe luôn là cái điều quý giá nhất bạn tuổi Mùi nhé. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc kim, sức khỏe sa sút. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc thủy, bạn mải mê làm việc. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc hỏa, sinh hoạt kiếm điều đỏ. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc thổ, bạn cần điều chỉnh lại cuộc sống. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mộc, bạn đừng có tham công tiếc việc. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ bảy ngày 29 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Thân xem tử vi cho chúng ta thấy là về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Thân trong ngày này rất chi là vượng phát, nhưng tài lộc của bạn thì chẳng được may mắn như vậy nhé. Bạn tuổi Thân trong ngày này dễ để cho tình cảm khiến cho mình trở nên mù quáng và dẫn tới những cái quyết định sai lầm chẳng hề hay biết độ. Tiền đi ra khỏi túi là chẳng hề quay trở lại. Bạn tuổi Thân, bạn cần phải rút kinh nghiệm cho mình cho những cái lần sau nhé. Có vẻ bạn tuổi Thân đang không mấy quan tâm đến tiền bạc trong túi của mình thì mới nhẹ dạ cả tin đến như vậy đó. Nhưng trong cái ngày giáp thìn này đối với bạn tuổi Thân, bạn đang gặp được ngày có tam hội cục Thân Tý Thìn nâng đỡ, cho nên may sao người ấy vẫn hiểu và cố gắng sắp xếp để giải quyết những cái khủng hoảng cho bạn. Chứ lúc đó là bạn tuổi Thân chẳng còn đủ tỉnh táo để quyết định cái điều gì cả bạn tuổi Thân nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc thủy, bạn mất tiền hao của. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc hỏa, hậu phương vững chắc. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc thổ, có người dựa dẫm. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mộc, tiền bạc hư hao. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc kim, bạn biết cách chăm sóc gia đình. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ bảy ngày 29 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn đang gặp ngày hung cát đan xiên nhé. Ngày này với bạn tuổi Dậu, lục hợp của quý nhân sẽ xoa dịu đi những cái nỗi bất đồng thường trực giữa các thành viên trong gia đình, giữ cho cái không khí được yên bình với bạn. Trong ngày này đối với bạn tuổi Dậu, bạn hãy thử tổ chức một cái buổi đi chơi nho nhỏ cho cả nhà để mọi người có tinh thần, bớt đi cái sự căng thẳng sau một tuần làm việc mệt mỏi. Biết đâu đấy tình cảm gia đình còn gắn kết hơn nhiều với bạn. Xong trong cái ngày giáp thìn này đối với bạn tuổi Dậu, cũng nhắc nhở cho bạn tuổi Dậu biết chút về cái việc tiêu tiền cho đúng cách nhé. Kiếp tài chiếu mệnh, cái điều này cho thấy bạn mệnh tuổi Dậu đang có cái thói quen tiêu tiền không được tốt cho lắm đó.
Và bạn tuổi Dậu, bạn nên xác định lại cái nhu cầu thực sự của mình để sử dụng đồng tiền số hữu ích cho tiết kiệm, cho đúng cái mục đích của mình bạn nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, tiền bạc tổn hao. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, mua sắm quá đà. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, tình cảm hàn gắn. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, gia đình hòa hảo. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, bạn nên sống chậm lại. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ bảy ngày 29 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tuất á, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn đang có điềm báo mâu thuẫn trong chính con người của mình nhé. Trong cái ngày này đối với bạn tuổi Tuất á, bạn đang gặp ngày có ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi, cho nên cái ngày Thìn này bạn tuổi Tuất bạn không thực sự hiểu về chính bản thân mình. Cứ ngỡ mình cần cái thứ này, nhưng khi có được mới biết đó chẳng phải là thứ mình mong muốn đâu nhá. Ngày này đối với bạn tuổi Tuất, tình cảm có thể tan biến trong chớp mắt nếu bạn không khéo léo nắm bắt đó. Bạn tuổi Tuất, bạn đừng có nghĩ rằng người ta yêu mình, thương mình thì sẽ đứng yên ở một chỗ, chờ mình cả đời, hạnh phúc thoáng qua, chẳng biết thế nào đâu đó bạn tuổi Tuất nhá. Với bạn tuổi Tuất, những cái nỗi buồn và thất vọng có thể khiến cho bạn chẳng buồn ăn uống tự tế được. Nhưng thế lại là hại chính bản thân mình đó bạn tuổi Tuất nhá. Thổ khí vượng, cái điều này sẽ khiến cho bạn mệnh tuổi Tuất rất dễ mắc bệnh về đường tiêu hóa lắm được. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, sức khỏe kiếm. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, bạn gặp vấn đề về đường tiêu hóa. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, bạn tự mâu thuẫn với mình. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, bạn bỏ lỡ hạnh phúc. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, sự lựa chọn sai lầm. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu. Quý nhân phù trợ tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ bảy ngày 29 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ bảy này với bạn tuổi Hợi á, xem tử vi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Hợi đang có được thực thần chiếu mệnh. Cái nguồn tài lộc của bạn tuổi Hợi trong ngày này không cần phải lo lắng, tiền của sẽ tự chạy vào túi. Nhất là đối với những bạn kinh doanh buôn bán thì rất chi là có lợi nhé. Và bạn tuổi Hợi trong cái ngày thứ bảy này, bạn mệnh sẽ cần phải dành thêm thời gian cho cái chuyện tình cảm thay vì đầu tư quá nhiều thời gian và tâm sức cho cái chuyện kiếm tiền. Ngày Giáp Thìn này đối với bạn tuổi Hợi, thủy thổ bất dung, vợ chồng rất dễ có cái sự hục hặc vì thiếu đi cái sự thông cảm và chia sẻ lẫn nhau bạn tuổi Hợi nhé. Sự bận rộn với bạn tuổi Hợi nên dừng lại ngoài ngưỡng cửa trước khi về nhà. Khi bạn đang còn có người để yêu thương thì hãy trân trọng cái hạnh phúc mà mình đang có. Với bạn là phiền phức, nhưng khi mất đi rồi mới thấy là xót xa, ân hận với bạn tuổi Hợi nhé. Cái ngày 11 tháng 7 năm Canh Tý này với bạn tuổi Hợi, ngày này rất phù hợp cho cái việc cầu tài, khai trương, xuất hành, mở kho, bởi trong ngày có nhiều sao tốt như là sao Thiên Hỷ, Thiên Tài, sao Tục Thế, sao Tam Hợp, đặc biệt là sao Đê. Gặp ngày Thìn thì mọi việc tốt đẹp bạn tuổi Hợi nhé. Cái việc xuất hành đi xa, hạch hoay là thực hiện một số công việc quan trọng, bạn tuổi Hợi hoàn toàn có thể thực hiện được trong ngày. Và xuất hành đi xa, bạn nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông bắc, tài thần,
hướng Đông Nam để tăng thêm cái vận may, tăng thêm tài lộc cho mình bạn tuổi Hợi nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, hạnh phúc cần phải nắm giữ. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, bạn đừng bỏ quên gia đình. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, tiền bạc được dồi dào. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, kinh doanh được phát đạt. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, bạn dành thời gian cho người thân. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh để ủng hộ chương trình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.